Vâng, xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị đôi chút về đồ gỗ để cho quý vị nắm được. Những người nào mà mua tượng quan văn trường hay người ta gọi là tượng quan công thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi, hoặc là chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị để cho quý vị biết cái cách để chúng ta lựa chọn. Đầu tiên, khi chúng ta lựa chọn về tượng quan văn trường ấy, thì cũng phải nói đến cái vấn đề về kiểu dáng. Tượng quan văn trường thì có hai loại kiểu dáng mà chúng ta thấy được rằng là phổ thông. Một là dáng đứng, hai là dáng ngồi. Ngồi thì tượng quan công sẽ để cái thanh đao này ở đằng sau, và ông là người đọc sách. Lúc đó là cái lúc mà ông luyện về văn. Hai nữa là chúng ta thấy được rằng là tượng quan văn trường đứng chống đao ở trước này, tay phải cầm đao, tay trái cầm kiếm, thì một cái tư thế rất là mạnh mẽ như thế này. Thì chúng ta thấy được rằng là cái chính đó chính là hai cái mẫu như thế này. Và một cái mẫu nữa, tức là mẫu tượng quan văn trường cưỡi ngựa, hay là tượng quan văn trường cắm cái chống cái đao này xuống này, tức là lúc đấy là cái lúc mà đánh chém nhau. Cái mẫu đấy thì chia sẻ cho quý vị nó dữ hơn những cái mẫu này. Cho nên là chúng ta cần phải có một cái cách chúng ta lựa chọn làm sao khi mà chúng ta muốn trưng bày tượng ở những cái vị trí nào, và chúng ta mong muốn những cái điều gì, thì chúng ta phải biết cách để chúng ta lựa chọn. Cho nên là hôm nay thì chúng ta thấy được rằng là khi chúng ta biết được cái điều đó thì chúng ta lại phải tìm hiểu thêm sâu hơn về cái tượng quan văn trường. Bởi vì trong ý nghĩa, tượng quan văn trường là một trong những thần canh giữ rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Thanh đao của ông quan văn trường cũng đục rồng này, những cái lưỡi đao có 7 cái ngôi sao thất tinh ở đây. Đấy. Cái này cũng là một trong những cái yếu tố khi mà làm trong phong thủy thì người ta cần phải có. Còn nếu như những người nào mà làm mà không biết cách để mà chấn theo kiểu phong thủy thì đó là những người thợ, hoặc là những cái mẫu đó đã bị cải biên đi rồi. Cho nên là nhiều người không hiểu, chỉ biết mua tượng quan văn trường là tượng quan văn trường thôi, chứ không nắm được những cái yếu tố về phong thủy, về tâm linh. Thế cho nên là hôm nay chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn và phải nắm bắt được những cái vấn đề này, thì chúng ta mới thấy được khi chúng ta trưng bày tượng quan văn trường ở trong phòng hay là ở những cái vị trí mà quý vị cần trưng bày, thì nó mang cái ý nghĩa và mang một cái cách phong thủy trấn trạch trừ tà rất là tốt. Điều đó làm lên cho cái giá trị của tượng quan văn trường nó đầy ý nghĩa. Còn nếu như chúng ta không lựa chọn được cái mẫu tượng quan văn trường cũng như là cái cách thức trang trí phong thủy để trấn trạch trừ tà, thì tượng quan văn trường của chúng ta cũng chỉ là một cục gỗ mà thôi, đúng không ạ? Bởi vì không có các cái mấu chốt như chúng ta lập bàn thờ, lập bát hương cũng vậy. Tại sao người ta gọi là cái cốt, đúng không ạ? Mà trong khi đó, nếu như mọi người thừa hiểu rằng là khi mà chúng ta làm một cái vấn đề gì, nó phải đều phải có tên, có tuổi, đều phải có những cái ý nghĩa, và đều phải có những cái bí quyết, thì chúng ta mới thấy nó rằng là giá trị. Còn nếu như chúng ta không nắm được cái đó thì đương nhiên là chúng ta sẽ bị mắc một cái điểm lỗi mà chúng ta vẫn chưa làm được đầy đủ, đúng không ạ? Khi mà chúng ta thấy tượng quan văn trường thì chúng tôi ở đây có rất là nhiều mẫu. Mẫu là tượng quan văn trường loại nhỏ cũng có. Như cái mẫu tượng quan văn trường loại nhỏ này, anh em nhìn này. Tức là gì? Tức là đầu tiên chúng ta nhìn là chúng ta phải nói là nó không tì vết. Không tì vết tức là cái gỗ nó rất là chuẩn. Đây. Như anh em nhìn thấy ở đây, đục hổ phù ở bên dưới. Bên trên tượng quan văn trường đứng này, anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Về cái khuôn mặt của tượng quan văn trường này, đấy, rất là đẹp. Về cái thanh đao, thanh kiếm của tượng quan văn trường này, 7 ngôi sao thất tinh, cái này rất quan trọng. Cán rồng, đấy. Đây này, anh em nhìn thấy chưa? Rất là đẹp, đấy. Và cái tư thế bộ quần áo giáp, bộ quần áo rất là đẹp, đúng không ạ? Về cái mặt trước mặt sau, anh em nhìn thấy không có một cái lỗi vết gì,
Cái tượng Quan Văn Trường này thì giá rất là hợp lý. Giá của tượng Quan Văn Trường này chỉ có 1 triệu rưỡi thôi, rất là rẻ và mang một cái giá trị nghệ thuật rất là cao. Hai nữa là về cái phong thủy là tuyệt vời. Đấy, cái phong thủy nó rất là quan trọng. Chúng ta quyết định ở cái phong thủy. Đấy. Cái tượng Quan Văn Trường này thì chia sẻ cho anh em thì giá là 5 triệu. Đấy, cao to. Tượng Quan Văn Trường này, khuôn mặt này. Anh em nhìn thấy. Khi chúng ta nhìn cái khuôn mặt của tượng Quan Văn Trường này, chúng ta thấy được rằng là mặt rất là đẹp. Nhìn kỹ thì chúng ta thấy là mặt rất là hiền hậu. Nhưng chúng ta nhìn qua chúng ta cảm thấy mặt rất là dữ. Đúng ạ. Đấy. Và chúng ta thấy được rằng là cái giá trị khi mà chúng ta trưng bày đấy, mẫu tượng Quan Văn Trường, nó phải đầy đủ các cái yếu tố về phong thủy thì nó mới mang lại cái giá trị nghệ thuật được, mang lại cái sự tâm linh được. Còn ở đây chúng tôi có cái tượng Trần Quốc Tuấn này. Cái tượng Trần Quốc Tuấn là người của Việt Nam đây. Còn Quan Văn Trường là của Trung Quốc, đúng không ạ? Trần Quốc Tuấn là người Việt Nam, hay người ta gọi là Hưng Đạo Đại Vương. Chúng ta thấy được rằng là cái mẫu tượng này cũng là một trong những cái mẫu tượng vô cùng giá trị của người Việt Nam. Thời kỳ oanh liệt của ông, ông là người vừa giỏi văn vừa giỏi võ. Đấy. Cái thao cách thao lược về binh pháp thì ông là một trong những người cực kỳ là giỏi. Và bây giờ ở Bạch Đằng Giang ấy, là đang trưng bày ông ở đó, những cái bức tượng của ông rất là to. Thế cho nên là chia sẻ cho anh em thì bản thân mình thì mình cũng rất thích về cái phong cách của ông. Mình cũng đã trưng bày một cái bức tượng của ông bằng gỗ ở trong văn phòng. Và mình nghĩ rằng là chúng ta thấy được rằng là cái giá trị mà khi chúng ta muốn trở lên được những người mạnh mẽ, những người vừa giỏi văn vừa giỏi võ và những người đã có công với đất nước, thì chúng ta thấy được rằng là bản thân chúng ta cũng là người, chúng ta cũng mong muốn những cái điều rất là tốt đẹp cho gia đình, cho họ hàng, cho xã tắc, rồi thì cho đất nước của chúng ta, đúng không ạ? Thế cho nên là cái mẫu tượng được tạc lại từ cái thời xa xưa đã để lại những cái dấu ấn và đã để lại được cái khuôn mẫu, để lại được cái thần thái và để lại được những cái giá trị từ cổ xưa cho đến bây giờ. Mà chính đến bây giờ thì rất là nhiều người cũng đã hâm mộ và trưng bày những cái mẫu tượng để tạo cái động lực cho chính bản thân của những người trưng bày, mong muốn cái điều ước đó cũng sẽ đến với mình, mình cũng sẽ là người giỏi như họ, giỏi như những người mà chúng ta đang tôn thờ, đúng không ạ? Về cái mẫu tượng Trần Quốc Tuấn thì như chúng ta thấy được rằng là cái khuôn mẫu này đã có từ xa xưa rồi. Và về cái phong cách, một tay của ông thì cầm một cái, đây người ta sẽ gọi là một cái chiếu thư, đúng không ạ? Một tay thì cầm kiếm. Đây. Thì tức là về văn thì ông cũng rất là giỏi, mà về võ thì ông cũng rất là tuyệt vời. Thế cho nên là cái giá trị khi chúng ta tạt lại những cái bức tượng, hay người ta gọi là truyền thần lại, thì nó phải đúng với cái giá trị phong thủy, đúng không ạ? Giá trị về cổ xưa, chứ chúng ta không thể đục theo cái lối là khác được, đúng không ạ? Chúng ta thấy là rằng là cái tượng Trần Quốc Tuấn này, chúng ta nhìn 10 tượng thì chúng ta thấy đều là một tay cầm kiếm và một tay cầm chiếu thư. Nếu như chúng ta nhìn thấy cái mẫu tượng Trần Quốc Tuấn này theo hình thức khác thì rất ít khi, đúng không ạ? Đấy, rất ít, phải nói là rất ít, bởi vì cái truyền thống để lại là cái mẫu này. Đấy. Còn chúng ta đục đẹp hay đục xấu thì đó là cái mà chúng ta cần phải xem. Hoặc là chúng ta lựa chọn cái phôi gỗ của chúng ta là phôi gỗ gì. Đấy, thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Còn ở đây thì chúng tôi làm trên chất liệu bằng gỗ hương. Và chúng ta thấy cái vân gỗ này,
nó rất là đẹp. Đấy. Và cái khuôn mặt, đấy, cái sản phẩm này thì chia sẻ với anh em đục hoàn toàn là bằng tay. Cái mẫu này là chúng tôi đục bằng tay. Đấy, chỉ có cái chữ này là chạy bằng máy này. Cái chữ Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn thì là cái này là chạy bằng máy. Còn hoàn toàn bên trên này là làm bằng tay. Thì khi làm bằng tay thì chúng ta sẽ phát hiện ra là gì? Là các cái đường tỉa này. Đây anh em nhìn thấy con chim phượng này. Đấy, là tỉa bằng tay hết. Những cái đám mây này là tỉa bằng tay này. Đấy, tỉa bằng tay này. Đấy. Anh em nhìn thấy thì anh em sẽ lắm được. Đấy. Cái khuôn mặt anh em nhìn, kể cả nhìn mặt ngang hay nhìn mặt thẳng, anh em nhìn mặt vuông chữ điền, anh em nhìn thấy đẹp không? Thực sự là đối với cái cách chạm khắc thì khi chúng ta nhìn tứ diện, chúng ta sẽ thấy được cái giá trị nghệ thuật ấy, nó cực kỳ đẳng cấp. Đấy, những người thợ phải nói là tuyệt đỉnh. Đây, mái tóc tỉa này, anh em nhìn từ những cái đường nét li ti này, đây, tỉa những cái mái tóc, những cái lông mày và cái mắt, cái thần thái. Đấy, anh em nhìn thấy này. Đấy, khuôn mặt vuông chữ điền, anh em nhìn thấy chưa? Đây, đây. Đấy, gồ má này, mắt này, cực kỳ cân đối, những cái lông mày, lông mi, những cái mũi hoặc là mồm. Anh em nhìn thì anh em sẽ thấy được rằng là khi chúng ta để ý kỹ, chúng ta mới thấy được cái giá trị nghệ thuật nó mang lại cho chúng ta cái độ đẹp, đúng không ạ? Đấy. Chứ còn nếu mà chúng ta đục mà chúng ta không để ý kỹ thì về cái kiểu dáng thì nó giống nhau. Thế nhưng mà nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy được cái đường nét nhỏ nhất. Đấy. Chúng ta mới thấy được cái giá trị nghệ thuật. Và chúng tôi thì rất là mong muốn là chia sẻ để cho anh em nắm được. Nếu như anh em nào mà muốn trưng bày những cái mẫu tượng này thì anh em lên để ý về cái cách chạm khắc. Những người thợ của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu đã có hơn 20 năm kinh nghiệm, cho nên là những cái đường nét chi tiết chúng tôi không thể bỏ qua được. Đấy. Cho nên là chia sẻ để cho anh em nắm được. Và cảm ơn anh em rất là nhiều khi mà đã quan tâm theo dõi những cái video của chúng tôi.